Ui, số đo to chưa? Đây là một cái cô mà có số đo trên trăm đấy. Nhưng mà cái màu này đẹp cho nên là mình vẫn mặc lên. Mặc dù là số đo rất là to, mặc lên con canh size M thôi, nhưng mà cái form mình thấy là vẫn rất là đúng nhá. Trên 100 á. Trên trăm đấy. Cô mặc lên sẽ rất là đẹp bởi vì người cô rất là tròn và có đáy. Cho nên là kể cả là trên 100 nhưng mình cắt cho cô chưa bao giờ cô mặc là xấu cả. Bởi vì cái vai của cô rất là đẹp. Vai chỉ tương đương với vai của XL thôi. Nhưng mà thân thì phải lên đến 5XL. 5XL. Nhưng mà mặc cô mặc luôn luôn đẹp, và có thể là cô chỉ mặc, cô chỉ khoác thôi, không nhất thiết là phải cài. Nhưng cái màu quá đẹp đấy, mặc dù là size rất là to nhưng mặc lên canh size M rất là đứng luôn ạ. Rất là đứng nhá. Vô cùng đẹp, cái màu này phải nói là cực kỳ đẹp và mặc rất hợp với cái màu đen. Nên chị em mình có thể may một cái áo áo vest màu này này. Áo vest màu này những dòng vest lửng, vest cộc mặc với váy liền rất là đẹp luôn ấy. Nên là chị em mình tham khảo nhá, cái màu sắc mình thấy rất là đẹp. Và cái dạ dạ này là pha cái ánh ánh kim tuyến đồng. Đấy, xong lại thêm cái sợi sợi bông nổi làm 3D, nó nổi lên bên trên nhìn rất là yêu, rất là trẻ trung, tươi tươi sáng. Cho nên là khi mà chị em mình mặc cái màu này này để khoác với các tông màu tối như là màu vàng bò, màu đen, màu rêu đều được hết nhá. Màu này là dễ phối, dễ mặc đồ. Eo nó rơi vào khoảng 90, 92 gì đó nên là nó rộng lắm. Đấy. Khi mà mặc thì người ta mặc lên nó sẽ như thế này. Đây mình đưa vào đằng trước thì đằng sau nó như thế này, rất là đẹp luôn, phải nói form dáng cực kỳ đẹp luôn ấy. Đúng không? Khi mà người ta mặc căng ra thì nó sẽ như thế này đây. Quá là đẹp luôn ạ. Cái màu này nó đẹp, nó ngọt, nó tôn da luôn nha. Nên chị em mình mặc màu này với lại các tông màu trầm ấy thì khoác bên ngoài, nếu như ai không tự tin ấy là số đo nó đậm đà mình hay mặc váy màu tối thì chị em mình có thể mặc cái dòng áo này, chỉ may mỗi áo thôi, khoác ngoài váy hoặc là kết hợp với chân đầm giống như mình đang kết hợp như này cũng rất là đẹp ạ. Hoặc là nếu như ai tự tin mình có thể mặc cả cây cô này, mặc dù số đo rất là to nhưng cô mặc luôn cả váy lẫn áo luôn đấy nhá. Nên là tùy thôi, cứ tự tin là mình mặc, chứ không nhất thiết là cứ to thì phải chọn màu tối, bé thì phải chọn màu sáng, không phải như thế đâu ạ. Do cái gu của mỗi người. À, có những người rất là mập nhưng lại chỉ thích màu sáng, không sao cả, tự tin là được. Rất là đẹp luôn.